Bé, 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 đi ăn. À, đi. Chép anh, chụp anh, chụp anh hơn.
Tôi còn chuột anh hết. Vui là anh luôn nước không nước nước ngon đấy trái cổ đồng anh chùa nước này. Ôi, ngon. Ai ruột ra? Không có cái gì ai ruột. Phải chi thôi. Ngủ được nữa. Ngủ. Mát quá, ngủ được nữa. Để coi ngủ khỏi đầu nó. Ừ. Kiếm cả đám rồi, ngon. Ngủ được nó thay gì rồi. Sáng mò dưới, nước dưới nữa. Dù màu dưới ra máng đàn mỏ như thế nào rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có một cái gì đâu? Có một bà nè, đế thôi bà nè. Cái đâm dưa đâu có ai vậy? Dưa đây. Cái thiệt tờ
Dép dế hết rồi. Chắc vừa đủ luôn rồi chứ. Nhìn kỹ là được rồi nhá. Be. Hay là giải, hay là ren nhà mua đêm giải hàng, cái khám phá toàn bộ hàng, rình rình á, to mập lên, cứ bằng hai cái mà miếng trộn trộn. Chuột có độ anh nữa luôn rồi đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi đâu? Thôi giờ đây... Thế dù nó nằm nó ngủ mà nó mang gì đó. Nó mang gì đó. Ý là nãy cái con kia nó bỏ, nó bị rớt ở trên nhà. Ba cái, hai cái, luôn cắn nè, cắn luôn lên bụng. Ngày tháng nha, bốn hai giờ bốn giờ mấy cũng được, anh chịu anh cũng được. Thứ ba, thứ ba, anh nghe tiếng. Tám ngàn cho tôi đây. Không muốn ở dưới là vui. Không sao cái mùa nay mì tôi coi rồi, sáng này tập ăn cái hết vậy. Trong một đậu mà không phải đâu ta. Cái cửa hàng hậu phúc của ta. Là con là có con nó ngồi đi chút quay. Tao đụng nhà đó đi qua tầm nhà tao như cái mình đây. Tao chuyển đầu đi là tao muốn cùng cầm về cho. Cái gì? Thế là vậy. Cái vô cô quay vô cô. Nó kêu nó rèm bún bánh một thằng len hết mà. Mày gỡ nữa. Ủa nó rèm gì nữa? Nó kêu là đi chưa? Đây, đây. Đây. Này cứ in được đâu. Lấy em rồi em. Đây rồi. Lung tung hết. Cần ghê lắm cái đường này. Ăn được ăn.
khô trên cây mất. Cô ra giờ có xà ra cô trả một nén là được á. Điện thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hái cà phê cũng thơm. Nước về sát xuống uống chờ nó. Anh Dưa à, ba ơi. Chù giờ đừng cục đá đem đủ mới lấy bó cho cô. Nóng quá nhỉ. Chưa đủ mấy cái dưa rồi giờ chào gạn dưa đâu anh ngày bữa nó ra quán dưa ủng hộ một cái được hai cái được ba cái được cho dù biết được tình cái được chuyện hai cái không làm ghê quá rồi đó được cũng sao nào cái sao cũng sao cứng sao chưa thấy rồi là một bánh một quà bón quà bánh gì vậy bánh cuốn á giống mà cái dưa đều đều mà ngọt ra rồi anh được khăn nước anh được khăn nước không mà vừa lên có gà to là tốt của nó gà con nó ấp điện chứ mà nó pha nồi là nó quá sao con ơi sao lâu vậy Vũ? Hả? Con ơi sao lâu rồi? Thằng đậu mới cho lên sáng đi muộn. Chớ mà nhà mượn một ít người nó. Quá cô đi hả? Mà mới không. Đấy là mau tướng đâu ông. Tướng đâu ông đông người với ít người rồi mình lên đó mà ăn được rồi. Con xin vô dọn không nha. Tướng đó là Vũ cửa đó luôn, có không có nên có ngã trên này Vũ chơi cho cậu tiếp rái rồi nghe liên hệ với Vũ là ai bếp bí ai chơi không được có nó đi có đi nó cũng kệ á đang mùa dưa nó đi tháng nghỉ được còn mấy bữa còn chưa có dám lấy không như con đâu rồi đấy
anh nghĩ anh kiếm anh đi bỏ không? Anh ghép anh cày chua dừa làm mướn ngon ha? Ừ, ngon lắm. Cô làm mấy ngày không? Mấy ngày là bấy lâu rồi? Nó đã bốn chân mình ngày đúng rồi. Đâu có chua nhá? Chua? Nó có rảnh nhàng lắm. Còn ba con ấy, hay ba con? Bốn con, bốn con rồi mà cho mắt miệng cái kiểu luôn. Chó còn nãy người đen đẹp ạ. Có nó chị nha, có con với bữa ăn con mèo bố bố dung chó. Hai con. Có sức mèo quá. Anh ấy được cái chuyện cho tao anh. À, tình có anh. Có tình mà rồi tao sẽ chúc cục cục cho tụi tao nhai. Chị gặp quay ấy. Đó gà thì... Kiều thì gà không? Kiều gái thì kiều cũ của ông bà còn ạ. Cái này là mình muốn nói cho tôi muốn. Mà đứa đâu vậy? Đây, lấy vô đây luôn, coi luôn mới thúc. Rồi đây. Cái miếng không ăn được cái muối gì thôi. Cái là con bò là hương sái. Ui nó này thì cháy. Bữa kêu chắc chưa bí cho ai vậy đó, bí liền hả? Nó khô quanh. À, nó khô quanh ở chính giữa trái chút chút quậy. Xe bố cái bờ. Bố cái bờ ngon. Bờ nó ngon quá. Chính giữa chút chút. Giờ mà lúa và phần về xin nè chứ. Vậy là bạc thế rồi. Có trong con xưa đây hai nghe chịu này khác hết luôn à. Thì nó kinh mà nó phun nắng đêm thì chồng nó muốn nó đứt mấy. Thảo á, người sức nhỏ vậy rồi giờ coi sức là khô quá anh nịnh. Thì ba bốn lần dẹp mà đi đoàn dẹp mà nó không đi ăn. Chạy thật nhỏ chứ. Cái thằng chồng nó tao không nữa nó tạo. Tạo khét rồi, con mưa không biết khét đi nữa rồi. Nghiếm miếng nước ở theo rồi. Có là đi thành bếp rồi đầu chứ. Phải đánh đi. Em nhớ. Bà thương bà muốn bếp như vậy, bà muốn ở đâu như vậy. Sang thì dân xịn miếng mấy thù nấu chứ. Thù ở đơn giản là có chút xíu vậy mà. Thù có mấy người à. Tiền đâu anh cho nấu rồi em thu à. Em thu rồi hay đừng gì. Cái mà ấy mình mua thì mua cho ấy con đã mua rồi. Lâu lâu rồi anh gửi cho đâu có em hoài rồi. Mà trong mà được chứ có được nóng thôi. Của bà sao sao bà sao nó xinh đấy. U nhà trong đông ở trong giờ làm đồng tiền bước hả? Nó là ai chỗ này đào nó đi. Thì chơi không? Anh đẹp bị khí, anh mà nó tập quá. Anh đừng quấn em nha, nói dạ. Em nhóm mà quấn em luôn. Anh mà tập quá. Dối. Mà giáo viên. Tháng rồi, đấy. Ra là cô và tập tướng là tập tướng nha.
cho tụi em ký đi. Từ từ biết đâu từ từ bán mất ai này kể. Ai vậy ạ? Giúp giúp thùng này bán thiếu nè. Ờ thì lần mới nói được mấy tấm. Thầy nói giờ mà kia này nó bán ra dưới hồng vườn. Ờ bữa trước nó bán chứ. Không đâu. Không nó mua ở đâu chứ thường thường là tự ái cho mình. Mày buồn mới gì? Ta mới mất tiếp buồn mới. Nhớ. Sẽ mà. Con bắt lấy bắt rồi. Nhớ màu rồi đó. Tiếp là con làm dưa quá. À làm dưa quá. Đồng đồng vậy cho đỡ chuột ăn dê ít quá à. Quá chuột lắm hết rồi. Ăn lắm hết rồi. Có ăn vậy chứ. Cô cũng là mà biết. Còn mềm màu bốn mà phải lắm. Còn cô ba không có trả lại ấy. Cô ba. Cái đầu luôn. Chứ mà này giờ tôi nói là chị bốn một là cãi chị đem mà đặt một số quay cho thì đừng nắm mưa làm đắt đó đắt bà anh chứ không đâu phải làm giá này bà nghẹp má ông mượn cái sim mình mà ông mớ ra thùng dục rồi mà không cái nét rồi ạ nhớ nhé cô ba trời. Oh,
Thank you.
bị người chết hay chưa con? Bò quá em chiếu với mình nha. Bắt chú đi, bắt lại chú đi. Bắt tôi nè. Nhảy dạ 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 chín 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 hay không?
dưa không hột luôn. Ừ. Thấy rừng thường nó đều giờ là nó sống rồi, nó ra nó được rồi. 59. Thank you.
Mà mày mày nói sao chứ tao còn sản xuất sau đó nấu đo nấu đạt đàng hoàng xuống là máu nè, máu đâu nè, không biết sao không sao nha, không có bà con làm chứ không sao, khi nó đặt lại ấy. Nói ra ngồi lốt xuống sàn anh chứ. Thấy là bây giờ còn là mình bỡ quen quá vậy, không biết là đi ở giá thôi chứ. Thấy tao kia là bị bỡ có biết là em lái. Nó cũng nhờ. Nói. Nó cũng nhờ. Sao? Mày lên đây đi. Dạ nhiều chuyện nha chị Lám. Má nói vậy mà vừa nói vậy đi. Có điện luôn. Chị mình hỏi đâu. Cầu dầu cái kia hay chứ. Mấy gì nữa? Một xe nữa. Ừ, cái tàu đi. Không, nó đi, nó đi ra ngoài trên nó, mày vui là nó đi, nó đi, đi rồi đi. Tao nãy giờ phát bệnh được chưa? Luôn. Cũng ngủ. Bán cho đứa chơi nữa bà. Hả? Bán, bao bán nữa bà. Lấy cho điệu đà ca, đường thướng làm đi coi. Nè, mày cầm cái đụng. Rồi. Dạ. Có luôn mạnh là ngỡ mình không bụng bụng căng chứ. Lũ đầu nó không cao như vậy. Rồi anh Tâm. Đi đâu anh? Có gì ăn nhiều. Chút nữa ái được là bùm đi. Bùm đi. Thăng. Chút nữa coi ra được. Không bụng căng mà vua này nó đã gặp đi đâu xong đâu. Có chỗ nào đâu. Được coi chị ơi. Đáng là gác như vậy. Nhưng mà như lũ chứ. Yeah.
mở bạc mở bạc. Trong anh trong anh dừa dữ quá. Giờ bao nhiêu rồi? Đây nè, trầm đi trầm trầm đi thì mót này, trầm mót chống lãng phí nha, đang mình chống lãng phí nè. Làm được mình đi mót cái gì nè. Đã có ăn cái con trộm này rồi. Bây giờ là còn cái đã có con lỗ đó. Cái này mót nè. Nó lúc này đi mình có gắn nấu. Vừa ra nó nhỉ, vừa kìa. Quá gắn tính lâu rồi. Tham quá, nhiều quá, gánh nào nè. Mà vừa ngọt rồi à. Đây này nè. Không biết là đâu ạ. À? Đâu về. Quầy phát hiện đêm dưa về quầy phát hiện chứ không. Theo đàn cá về ấy kìa. Không biết. Này hả gà luôn ở đây. Gà như khí vậy. Cái miệng giống con khí quá. Hai tay dài. Đây lục lạc nữa chứ. Xí xí. Lục lạc xí bầm ấy. Anh thương rồi nè. Anh miệng ngoài nè. Chú. Chú. Chú nó mềm anh nghe che. Cứ không gạm được. Cái này chứ. Thấy mệt ghê quá. Thấy ớt ghê quá.
đĩ vài vài nữa. Đúng rồi, chiếc chừng ăn nho vậy á. Con gì kén lá lát rồi. Dạ, ui chú cha. Tôi đen, tôi cưới vợ đen, tôi đeo tiền cưới con bà.